Đây là cái hậu quả của cái cơn bão, siêu bão đã đi qua tại Hà Nội. Cây cối ngổn ngang hết rồi, đỏ hết. Thực sự nếu mà ngày hôm qua để xe ở đây thì chợt ngày tan tành. Thực sự một cái cơn bão khủng khiếp trôi qua. Và đến thời điểm hiện tại thì tôi nghĩ rằng nó sẽ thiệt hại về người và của. Thì chỗ quý anh chị thì như thế nào? Cầu mong rằng là sẽ ít những cái cơn bão như thế này. Thiên tai, dịch bệnh, một trong những cái thứ mà thiên nhiên tạo ra và cũng là do con người, là chúng ta tàn phá rừng nhiều quá, đúng, rừng phòng hộ nhiều quá, dẫn tới là khí hậu thay đổi và con người phải gánh chịu những cái hậu quả như thế này. Thì chúng ta hãy cùng nhau lan tỏa, chia sẻ cái video này để cảnh báo cho mọi người thấy rằng là chúng ta phải giữ rừng nhé, để cho thiên nhiên không nổi giận với lại chúng ta nữa. Và chúc mọi người được bình an và an toàn. Mọi người hãy điểm danh lại xem ở cái khu vực sau cái cơn bão đi qua, khu vực nhà quý anh chị như thế nào. Bạn hãy để lại cái bình luận bên dưới nhé. Và nhớ chia sẻ video này cho bạn bè người thân của mình để biết. Hãy bảo vệ rừng, hãy bảo vệ thiên nhiên, hãy yêu mẹ thiên nhiên để mẹ thiên nhiên không nổi giận. Chúc quý anh chị bình an, hạnh phúc. Qua mà để đây thì đúng rồi mà mất luôn cái xe. Đúng là hôm qua nếu mà không di chuyển cái xe ở đây thì nay tan tành cái xe. Thực sự rất là may mắn. Bùng hết rồi. Bay hết tốc hết. Đỏ hết. Tan hoang luôn. Tan hoang sau cơn bão, siêu bão. Cũng rất may là những cái con xe này không có xe nào bị sao. Cột điện là gãy luôn. Đổ luôn. Ôi rồi, tôi toay rồi, hỏng xe ô tô rồi. Này là vỡ rồi nhỉ. Vỡ đít rồi.